Ok, thì chị Thì bây đi giờ không sống đẹp. được thì mới lo đẹp chứ bây À giờ. không, biết đâu sau 14 ngày đây vẫn có bạn trai gặp, hay là người yêu gặp, hay là cái gì đó rồi sao? Tự nhiên sau cái mùa dịch cái mất bồ, không được, Ủa không chấp nhận. bây giờ có bồ hả? À không, đừng có quan tâm đến tình hình của em đang nói cho mọi người đúng không? Diễm Hương đây, và bây giờ chúng ta hãy cùng đến với lại một cái clip, đó là phải làm gì hay phải chuẩn bị gì nếu như một ngày tình cờ sáng thức dậy thông báo bạn đã bị cách ly, mình sẽ làm gì chị? Chị nghĩ là chúng ta cần phải chuẩn bị rất nhiều đồ ở trong nhà, đặc biệt là trong cái mùa dịch này. Bây giờ là cái tình hình nó lan rộng rất là rộng, và thứ hai nữa là cái tình trạng mà các cái siêu thị đã bắt đầu đóng cửa, rất nhiều hàng quán đóng cửa và siêu thị đóng cửa. Thì khi mà chúng ta đột nhiên ngủ dậy và thông báo được nhận thông báo là chúng ta bị cách ly rồi, thì trong nhà chúng ta cần có những cái gì, thì hôm nay Dung và Diễm Hương cùng chia sẻ với mọi người nha. Rồi thì bây giờ mình sẽ phải chuẩn bị cái gì? Em thấy không có chuẩn bị gì á, thật sự chỉ cần chuẩn bị tiền là được, đúng không? Nà, thấy ở Vũ Hán không? Người ta quăng tiền qua cửa sổ. Rồi, đó. Nếu mà như vậy là chị cũng giống như là tất cả quý vị khán giả cũng chưa gọi là coi thời sự đúng không? Trên thời sự đã chỉ cho cái cách là kiểm chứng những thông tin đúng và thông tin sai. Và cái hình quăng tiền đó đã được xảy ra rất nhiều năm trước khi dịch bệnh xảy ra. Ủa vậy hả? Có nghĩa là cái tin đó là hoàn toàn thiếu căn cứ và không có thật. Ủa chứ không phải là chị thấy đăng đăng được quá không? Trời trên Facebook mà ném tiền rồi Đó. Bắt đầu là cái bà nằm một chỗ, bắt đầu là bà nói cái tiếng Hoa, cái tiếng gì đó không biết, nhưng mà đại loại bà cứ ném tiền như thế này, ném Đó. tiền như thế này, ném tiền như thế này. Đó. Thì sẵn đây mọi người hãy nhớ nha, Hương chỉ mọi người một cái cách rất là đơn giản để chúng ta có thể kiểm chứng. Và trong cái tình hình dịch bệnh như vậy, trước khi mà chúng ta chuẩn bị những cái đồ để có thể gọi là đảm bảo cho nếu như trong trường hợp chúng ta bị cách ly, hoặc là trong khu nhà chúng ta bị cách ly, chúng ta phải ngoại bức xuất rồi xong không có thể nào đi ra đi vô nữa, thì một cái việc đó là chúng ta trước mắt là chúng ta phải biết là kiểm chứng những cái nguồn thông tin trên mạng nó có đúng hay không. Và hiện nay Việt Nam đang rất là nỗ lực để có thể ngăn chặn những cái tin sai lệch thông tin đưa đến cho những cái quý vị khán giả chúng ta trên mạng xã hội. Và một trong cái những cái cách đó là chúng ta hãy biết thông minh những cái thông tin đó, chúng ta hãy lên Google để search là xem coi. Chị thấy rồi. Có nghĩa là hiện nay ngoài cái kênh Facebook hoặc là những cái kênh báo chính thống á, thì hiện nay á, là Bộ Y tế nè, hoặc là chúng ta thường nhận được những cái tin nhất là của Ủy ban Nhân dân thành phố, hoặc là của Sở Y tế, hoặc là cái thông tin mà của Bộ gửi á, là ôi dạo này toàn làm việc với Bộ thôi. Đó. Sáng Bộ nhắn tin, trưa Bộ rất nhắn quan tin. Tâm. Đó. Thành ra là mình hãy kiểm chứng những cái thông tin và tuyệt đối đừng hoang mang, đừng coi những cái tin gọi là tin vịt đó rồi sau đó là chúng ta tự cảm thấy nhát mình, tự cảm thấy sợ và tự thấy hoang mang. Bởi vì mọi người có thể thông tin cái những cái tình hình của dịch bệnh diễn ra chính xác nhất đó là trên những cái trang web của nhà nước đưa ra, của Bộ Y tế đưa ra, và một cái trang mà Hương nhớ không lầm đó là nCoV. Mọi người hãy có thể search ở trên Google thì nó sẽ nhảy ra liền. Thì chúng ta có thể tin và có thể gọi là kiểm chứng chính xác những cái thông tin ở trên cái trang web đó, bởi vì mọi thông tin đã được kiểm duyệt và nó cũng khá là chính xác. Chứ còn những cái thông tin mà chúng ta được biết đến thông qua Facebook hay là YouTube, hoặc là những cái gì đó nó không rõ ràng nguồn lai lịch, thì chúng ta cũng không nên quá hoang mang. Và bây giờ chúng ta hãy quay lại với những cái việc chúng ta đã chuẩn bị cho tinh thần của mình với những kiến thức rất là rõ ràng và gọi là được kiểm duyệt rồi, thì chúng ta cần phải chuẩn bị những cái gì nó thiết thực, bởi vì có thật mới vật được đạo, đúng không ạ? Đúng rồi, nếu như chúng ta không chuẩn bị, nếu như chúng ta không có một cái gì đó sẵn sàng, nếu một ngày thức dậy chẳng may trong khu nhà chúng ta bị rào hết những cái con đường đó và chúng ta không thể đi ra ngoài được, thì lúc này trong nhà chúng ta cần phải có những thứ như thế này. Thứ nhất, gạo. Đúng không? Ồ chết. Ok, mọi người có thể chuẩn bị gạo, nhưng mà với những người ăn kiêng như tôi thì đừng nên ăn gạo. Ê, 14 ngày mà không có gạo là thì, không có được. Wow, nhưng mà Hương có thể khuyến đó là những cái người mà gọi là đoan chính như chị Dung là chuẩn bị gạo, nhưng mà dành cho những người mà vẫn yêu thích làm đẹp như tôi, nếu mà trường hợp tôi bị cách ly, tôi sẽ không chuẩn bị gạo mà tôi sẽ chuẩn bị đó là rau. Bởi vì
chúng ta có thể được biết được rằng là rau có thể làm cho mình no nhưng mà đầy đủ vitamin và cũng giống như là giúp cho chúng ta đẹp hơn. Còn nếu như chúng ta ăn cơm, tưởng tượng đi, ăn cơm trong 14 ngày là nó lên bao nhiêu ký. Ngoài ra thì các bạn có thể một cái lương thực mà Hương nghĩ có thể là giúp cho mình no bụng và mình có thể gọi là sống sót qua mùa dịch, đó là chúng ta hãy chuẩn bị những cái vitamin nó đầy đủ. Chị nói nghe này, mình hướng dẫn chung để cho mọi người cùng áp dụng được. Bây giờ cứ theo chị, theo em là mọi người nghe mọi người rối lắm, không biết gì luôn á. Nhưng mà bây giờ là mọi người muốn là làm đẹp hay không làm đẹp? Ok, theo chị thì bây giờ sống được thì mới lo đẹp chứ. Bây giờ không biết đâu sau 14 ngày đây vẫn có bạn trai gặp, hay là người yêu gặp, hay là cái gì đó rồi sao? Tự nhiên sau cái mùa dịch cái mất bồ, không được. Ủa bây giờ có bồ hả? À không, đừng có quan tâm đến tình hình của em. Em cho mọi người đúng không? Mọi người cũng nghĩ đi, sau 14 ngày cái ra mình mập lên 5-10 kg, rồi mất bao nhiêu thời gian tập thể dục nữa. Nhưng mà đúng, thật sự là chúng ta... Chị chia sẻ một cái thông tin này rất là hay, sáng nay chị đọc trên Facebook. Tại Facebook mà chị đã kiểm chứng chưa? Chưa kiểm chứng, nhưng mà sau khi cách ly 14 ngày ra là có bạn trai đó. Thì có nghĩa là mình cách ly tập trung đúng không? Đúng rồi, mình quen đúng không? Dạ, cái trường hợp đó hiếm hoi lắm chị. Và dành cho những con người xinh đẹp và duyên dáng, chứ không phải dành cho chị em chúng ta. Chị em chúng ta thì ba chấm mới thèm. Ok, nói chung là mình cứ phải thực tế em à. Đúng rồi, đó. Nhưng mà quay lại vấn đề là đúng như chị Dung nói là chuẩn bị gạo. Rồi, chị thấy là nước uống. Nước uống là cần nè, nước sạch, ví dụ như chúng ta chuẩn bị những cái bình nước khoảng 20 lít hoặc là những cái thùng nước suối ở trong nhà. Khi mà chúng ta lỡ mà bị cách ly thì chúng ta còn có cơm ăn, có nước uống, và song song đó có thể là mua rất nhiều rau, thịt, củ, quả chúng ta để trong tủ lạnh. Đó, song song đó giống như hồi nãy Hương nói đó, là những cái loại mà vitamin hoặc là những cái loại mà thực phẩm chức năng đó giúp bồi bổ cơ thể đó, thì những cái đó thật sự rất là cần thiết. Đúng rồi, vì mọi người có biết... và một cái lương thực mà Hương nghĩ mọi người hiện nay đổ xô mua rất là nhiều đó là mì gói đúng không ạ? Nhưng mà ăn mì gói cũng ít thôi, vì thực sự là nó cũng sẽ làm cho chúng ta không phải thực sự khỏe mạnh đâu. Vì mì gói mà nó cũng làm cho chúng ta bị không có thực sự khỏe và đầy đủ chất dinh dưỡng cho bản thân mình. Nhưng mà nếu mọi người có thể chuẩn bị thì hãy chuẩn bị sữa, em nghĩ là như vậy. Chị nghĩ thì như thế này, thứ nhất là mình cần thêm trái cây nữa. Đúng rồi. Ngoài rau củ quả thì mình cần trái cây, nhưng mà mình mua một cái lượng vừa phải thôi để dùng trong một cái thời gian nhất định thôi. Tại vì nếu như mà mì gói á, giống như cái trường hợp mà đi mua, chị thấy trên mạng có rất nhiều người ta mua mì gói người ta chất lên tới nóc nhà, không biết mua làm cái gì luôn. Nhưng mà nếu như mà mình tích trữ nhiều quá như vậy á, thì mình mua hết phần của cái người phía sau. Thực sự nó không cần thiết, mà trong khi đó Việt Nam của mình á, chính phủ rất là quan tâm, rất là thương. Có nghĩa là ví dụ như chị thấy cái trường hợp mà cái khu cách ly đó được cấp lương thực hàng ngày, cấp rau hàng ngày đó. Mà tại sao chúng ta phải đổ dồn đi mua một cái thứ mà mình cứ sợ rồi vô tình làm cho giá cả lạm phát rất là tăng leo thang, mà bản thân chúng ta thì cũng cần phải biết được rằng là sau 14 ngày bị cách ly đó chúng ta vẫn phải sống và làm việc, thì chúng ta vẫn phải đảm bảo và hậu quả chúng ta vẫn phải còn nguyên vẹn. Nhiều khi có những cái thực phẩm mua về nhiều quá mà sử dụng không hết lại bỏ đi thì lại vô tình vào cái tình trạng gọi là phí phạm. Đó là về lương thực. Chúng ta vừa rồi thì Hương với là chị Dung đã chia sẻ với mọi người một số nhu yếu phẩm và lương thực mà chúng ta nên sử dụng, nên chuẩn bị cho bản thân mình. Chị thấy một cái nữa, ví dụ những người mà thường hay uống cà phê chẳng hạn, uống trà chẳng hạn, thì mình cũng cần phải chuẩn bị. Tại vì khi mà chúng ta có một cái thói quen thường hay đi cà phê đó, mà lúc này không được đi nữa, đó, tự pha uống đó. Không, nhưng mà nếu có thể, nếu mà mình lỡ ghiền trà hay cà phê, sẵn dịp này mình cai luôn cũng được. Đúng rồi đó. Nếu mà được, nếu mà được nữa thì mình cai luôn thuốc lá. Đúng rồi đó. Bởi vì sẵn là dịp này là để chúng ta tu bổ hoàn thiện bản thân mình đó các bạn. Nếu như Hương vào trong 14 ngày cách ly, Hương sẽ cảm thấy rất là vui nha. Vui là bởi vì không phải mình bệnh, mà mình phải chuẩn bị cho mình một cái tinh thần lạc quan. Cho nên mọi người đừng hiểu lầm ý Hương là vui tôi bệnh hay là bao nhiêu người vừa bị cách ly. Mình không có chia sẻ, mình rất là chia sẻ, nhưng mà mình phải chuẩn bị một cái tinh thần rất là lạc quan. Đừng có vội bi quan rằng ô tôi bị cách ly như thế này thế nọ. Bởi vì khi con người chúng ta phải hiểu được rằng là tâm sinh lý. Khi bản thân chúng ta tâm lý nó quá hồi hộp, quá căng thẳng, quá lo âu thì chắc chắn cái hệ miễn dịch chúng ta sẽ bị suy kém, và chúng ta làm cho chính bản thân chúng ta mất cái sự phản kháng trước rất là nhiều cái con virus khác nữa, và cái sự bệnh trạng nhiều khi chúng ta đang có bệnh sao.
mà lại lo lắng chưa mắc bệnh Covid mà chúng ta đã phải vào một cái tình trạng bệnh nó khó khăn hơn. Cho nên là mọi người trước mắt là hãy nên cứ bình thản, vui vẻ, yêu đời. Bởi vì mình yêu đời thì đời mới yêu mình được. Đúng rồi, hay quá, hay quá. Và một cái nữa là chị thấy chúng ta cần á, là chuẩn bị dự trữ cái loại mà xà phòng rửa tay. Có thể bây giờ nước rửa tay khô nó cũng hơi hiếm hoặc là khó mua. Chúng ta có thể sử dụng những cái loại nước rửa tay ướt như là Lifebuoy chẳng hạn, những cái đó rất là tốt, rất là dễ dùng. Và một cái nữa là chúng ta có thể dự trữ những cái thức ăn cho vật nuôi của chúng ta. Đúng ví dụ rồi. Những cái bạn mà nhà có nuôi chó, nuôi mèo gì đó thì chúng ta nên dự trữ một số cái loại thức ăn đó. Đặc trường hợp giống như là chúng ta không được ra ngoài lâu ngày quá thì các bạn nó vẫn có thức ăn. Đúng đó. Rồi. Bởi vì nhiều khi mà mình quên mất là mình lo chuẩn bị cho bản thân mình không, mà trong khi mình quên mất là mình có nuôi một bạn cún, một bạn mèo hay là một chú chim gì đó mà chúng ta quên trữ cái thức ăn hộp á, thì rất là tội nghiệp cho các bạn vật đáng thương đó, cũng vô tình vì chúng ta mà bị cách ly luôn. Rồi, dạ, một cái nó chị nghĩ rất là quan trọng đó là chúng ta chuẩn bị những cuốn sách. Ví dụ như chúng ta mà bị cách ly ở nhà đi, à chúng ta được cách ly đi thì chúng ta có thể là 14 ngày đó chúng ta ở nhà chúng ta đọc sách. Đúng chúng rồi. Ta có thể lên mạng chúng ta trau dồi thêm những thông tin, hoặc là chúng ta học những khóa học online, hoặc là chúng ta có thể là một cái điều mà mọi người có quên rằng là gì không? Không cần học đâu xa. Mà Hương nghĩ rằng nếu như lỡ như mà mình bị cách ly thì đó là thời gian mà completely là mình có thể dành toàn tâm toàn vẹn cho người thân gia đình mình. Lúc này đây thì mình nên bỏ cái điện thoại xuống để mình học hỏi những cái thông tin từ người thân của mình. Và đây là cũng một cái thời gian để bạn có thể trao đổi nhiều hơn với những người bạn thân, những cái người bạn đời của mình, người yêu của mình và ba mẹ của mình chẳng hạn. Tại sao không, đúng không? Tại sao mà mình sẽ thấy rằng là mình đã bỏ qua quá nhiều thời gian để mình có thể lo đi làm mọi thứ, mà trong khi người thân của chúng ta bị cái gì hay có những cái tâm sự gì chúng ta không biết, thì lựa vào cái thời điểm này mình dành thời gian đó cho người thân và gia đình mình thử xem, biết đâu qua đó sau cái thời gian cách ly chúng ta lại có một cuộc sống thực sự trọn vẹn, bởi vì tình thân bao giờ cũng là trên hết. Và mong cho mọi người thực sự là luôn luôn khỏe, trẻ, yêu đời. Xin chào.